Hello, xin chào tất cả mọi người. Dâu chín nhiều quá, mình là đi hái đây. Cái này cũng hái luôn. Hái luôn. Hái luôn hả đệ? Hái đi, hái đi. Thì ăn hết. Rất là nhiều luôn. Rất là nhiều luôn. Rớt. Yeah. Mình ra chín quá hư luôn à. Nhìn hàng dưới chưa có. Mấy này khoai hái đi. Khoai chín đỏ rồi. Thôi quên, cái này bỏ tủ lạnh nè. Bỏ ngoài nó hư. Lát là em lửa trái trứng để cho em ăn hết luôn. Vô nhặt lùn nè. Chấm muối ăn. Kiểu hình trái tim đẹp hè. Quên chấm muối ăn. Mẹ có vô nhặt lùn nữa nữa. Kiểu hình trái tim hè. Ê, con dâu niêu thì trái to mà dài dài. Wow, yeah. Wow, đỏ không? Đỏ rực luôn. Ba trái một lần. Đấy, ba trái một lần luôn. Quá. Wow. Ôi trời ơi, rảo. Trái siêu to hè. Gơ. Đúng dâu hoàng đế hè. Khủng quá. Hay luôn.
Thơm ghê ạ. Mùi thơm. Nhưng mà đợt trái này vẫn nhỏ hơn trái bữa trước. Bữa trước anh hái là to kinh khủng luôn. Chim ăn nữa nè. Hay luôn. Wow. Hơn nữa rổ rồi. Hơn nữa rổ trái to. Hơn nữa. Ở đây nữa. Nhiều ghê á. Trời ơi, nhìn này. Chim nó ăn nè, thấy không? Đỏ ghê không? Cái ruột đỏ chét luôn. Kíp. Thôi gàng luôn. Ôi nhiều quá. Nhiều quá. Cách đây 3 ngày hái một rổ rồi. Bữa nay hái một rổ nữa. Quá khủng khiếp. Hôm nay em mới được ăn. Jessica này. Hai luôn. Đây. Trái này chuẩn bị thúi nè. Trái này là ngày mai thúi chắc luôn. Wow. Đầy rổ rồi. Ui trời ơi, ăn con. Ăn con nhiều. Ăn con nhiều quá. Ăn con nhiều quá. Bên này nữa nè, phía đằng sau nè. Phía đằng sau còn đầy luôn á. Không thấy hết được. Không thấy hết được. Wow. Đây nữa. Trời ơi. Kia còn sót nữa này. Trong này nữa. Nó chui trong này. Wow. Đây nữa. Đây nữa này. Đây nữa. Đây. Đây. Ở trong này cũng còn. Ở trong này cũng còn luôn. Phía đằng sau này cũng còn nè. Thôi đi sót lại một lần nữa đi. Rồi ok, đi khai. Wow. Tí hái lại tiếp. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Một rổ đầy luôn nè. Chim ăn. Rồi, tắt video.